Xin lỗi đấy, là anh phải tin em. Tao có lý do để cười. Em cũng có lý do để cười. Mày tưởng bố mày sợ à? Hai ba. Anh ăn gì ạ? Anh chờ một lát nhé, bọn em đang dọn hàng ạ. Cứ dọn đi. Dọn luôn cả chúng mày đi. Anh cứ trêu em. Em mới dọn hàng bán ở đây, anh bảo dọn đi để bọn em treo mõm à? Ừ. Tao biết trêu là gì đâu. Giới thiệu cho chúng mày, tao là bảo vệ ở khu phố này. Cho chúng mày 15 phút, dọn sạch. Móng tay em gãy, bây giờ dọn đi lấy đâu ra tiền mua sơn móng tay mới. Đây là việc của mày, còn việc của tao ấy là bảo vệ cái khu phố này cho nó sạch sẽ. Đuổi tất cả những thứ rác rưởi như chúng mày ra khỏi khu phố. Ông anh ơi. Ông anh nói chuyện hơi bị quá đáng đấy nhá. Em nói cho anh nghe này, bọn em bày ở vỉa hè ngoài đường. Thế liên quan gì bắt cơm bắt gạo nhà anh không mà anh đuổi bọn em đi? Thích chiến với tao đúng không? Thích. Mày có tin là mỗi sáng chúng mày mở cửa hàng ra, trước cửa quán mày sẽ có một cái đống kia không? Eo ơi, cái gì? Kinh lắm anh ạ. Ông anh ơi, người lớn cả rồi, ai chơi cái trò bẩn như thế nữa? Tao lớn nhưng tao thích chơi đồ trẻ con. Không tin đúng không? Ngay bây giờ tao cho một đống vào đây. Nào, xem ai dám vào quán mày ăn không? Người ta vừa ăn vừa nhịt. Cất chó à? Anh ơi, thôi anh thông cảm cho bọn em tuổi trẻ lập nghiệp. Bây giờ đi học em không được đi nữa rồi. Bố mẹ thì đuổi ra khỏi nhà. Có gì anh tha cho bọn em. Chứ bây giờ dọn quán thì em lấy tiền đâu ra mà ăn. Nghe về cũng đói nhỉ. Không đói nữa đâu. Mà từ sáng đến giờ tao cũng đói quá. Giá nhưng mà em mời anh ạ. Thật ra ấy thì anh cũng không có gì khó khăn với hai đứa cả. Dạ. Nhưng mà anh chỉ xin một điều kiện nho nhỏ thôi. Cả mỗi sáng anh lấy một bát bánh tráng trộn và một cốc thạch găng. Khi nào anh thèm thì anh đến. Khi nào anh thổi còi thì hai đứa phục vụ anh. Đồng ý không? Dạ, đồng ý ạ. Thằng chó. Thôi, dẹp đi, không muốn bán gì hết. Không được, bây giờ phải nhịn đi. Anh không thể nhịn được. Chết đói đấy, là anh phải tin em. Phải nhịn đi. Nhịn không phải là nhục, mà thừa nước đục để thả câu. Đúng. Phải cười. Anh ăn gì ạ? Ôi, sao biết điều thế? Càng ngày càng biết điều. Anh rất thích cái điều em biết. Thì thôi thì cứ cho anh full menu nha. Dạ vâng ạ. Hôm nay thầy căng em cho hơi nhiều đường, không biết anh có sợ à? Sợ thì anh sợ nó lại ngon quá hai bạn. Xem nào. Tắt. Hai đứa lấy ghế ra đây ngồi, sắp đứng đấy nhở? Dạ vâng. Khó ăn, ngồi ngồi xuống đây còn chuyện muốn nói này. Quan trọng lắm. Hai đứa ngồi xuống đây. Dạ vâng. Qua cái bánh này. Anh bảo này. Sao? Cái bánh tráng có. Cái bánh tráng hôm qua em. Đây.
cái kia hôm qua em vừa mới mua về bánh tráng xong mà bây giờ không biết tại sao còn... Ê! Alo anh à? À dạ vâng vâng em qua ngay đây. Vâng. Này anh Bảo đây. Thôi bây giờ anh phải đi có tí việc. Bây giờ hai đứa bảo quản cho anh nhá. Cất vào trong kia cho anh nhá. Tí anh quay lại anh ăn nốt nhá. Dạ. Bỏ đi nó phí. Cất cẩn thận cho anh nhá, bảo quản. Bình ruột mua anh nhá. Anh đi nhá. Sao mày cười? Tao có lý do để cười. Em cũng có lý do để cười. Còn nó thì húp trọn cả cục đờm của anh á. Em xin lỗi. Em đã chuẩn bị một bát khác rồi. Em mời anh ăn ạ. Anh cũng tha lỗi cho em. Em vừa chuẩn bị một bát siêu ngon đặc biệt đấy ạ. Tha thứ. Thế bây giờ chúng mày thử ăn nước bọt và vào ăn những thứ ở trong bồn cầu ấy. Ăn đi. Dạ. Mà ăn đi. Dạ thôi anh tha cho bọn em một lần nữa. Ăn đi. Thôi anh tha cho em ạ. Ăn đi. Thôi anh tha cho em ạ. Em biết lỗi rồi ạ. Thôi được. Tao sẽ về suy nghĩ để xem chúng mày còn đáng được tha thứ hay không. Dạ vâng, thế thì anh cứ về nhà rồi từ từ suy nghĩ anh nhá. Ừ. Thế nhưng mà chân tao bước đầu tao không nghĩ được. Thế phải làm thế nào ạ? Cõng tao về. Hả? Cõng đi. Mày làm sao mà mày phải nhăn nhó thế? Tao đã bảo mày cõng tao chưa? Thế ai cõng hả? Mày. Không được, em thân con gái liễu yếu đào tơ này sao em cõng được anh? Thế thì xin lỗi các em. Anh đã làm phiền các em rồi. Khoan. Em đồng ý ạ. Chó này, vừa này tao sẽ trả thù, tao sẽ đấm chết mày, vo mày như một tờ giấy. Anh ạ, anh đã suy nghĩ kỹ chưa anh? Tao đến lấy cái bàn chải. Hả? Tao để quên cái bàn chải đánh răng ở đây mà mày cũng không cầm đến nhà cho tao. Tao thấy là mày không thành tâm với tao. Anh thông cảm, tại em có biết nhà anh ở đâu đâu ạ. Tao bỏ qua. Lấy cho tao cái thìa để tao ăn bánh tráng. Vâng ạ.
Em mời anh ạ. Hai con danh con này, em đi đâu mà giờ mới về? Này, này con kia, mày điếc à? Mày gọi mẹ mày đấy à? Mày dám láo với tao, mày muốn chết à? Này nhá, mày đừng tưởng mày đụng vào đại tiểu thư tao đây là dễ nhá. Mày thấy tao hiền mà mày lấn cấn à? Mày... Sao? Đây mới là con người thật của tao này. Mày nhá, mày chỉ là con ký sinh trùng. Lùi lùi lại đây. Ký sinh trùng của tao nhá. Mày... Anh. Anh bình tĩnh. Về lại vị trí cũ cho em nhờ một chút ạ. Này, trên đường về mày có bị cái gì đập vào đầu không đấy? Em tìm được công việc lương 25 triệu một tháng, thưởng tháng, quý, năm, lễ Tết đầy đủ, có lương tháng thứ 13, làm giờ hành chính, đóng bảo hiểm đầy đủ, lại còn có phòng điều hòa, công việc làm việc, môi trường thân thiện. Em cũng sẽ chiêu mộ anh vào làm cùng em. Thế bây giờ mày định làm gì? Em muốn đạp cho nó chứ. Đừng! Sao? Anh đứng dậy, em nhờ tí. Rồi. 2, 3. Này thằng chó ấy, mày dám đánh tao à? Mày có sao? Trong ngày hôm nay tao sẽ đập nát cái quán của chúng mày. Mày tưởng bố mày sợ à? Này, tao nói cho mày nghe nhá. Bố mẹ mày đây toàn là thiếu gia với cả tiểu thư thôi. Mày á, tuổi gì rồi kênh? Mày nhớ mặt tao đấy. Lao. Mày xuống đây. Đưa tờ giấy tao xem nào. Đấy, có số điện thoại đây. Gọi luôn đi. Để gọi luôn không mất cơ hội. Nhanh. Alo à? Cho em hỏi anh cần tuyển nhân viên đúng không ạ? Bọn em có 2 người ạ. Em chào anh ạ. Có phải là hai em mở cửa hàng bánh tráng trộn với cả thành găng gì không nhở? Sao lại biết mình bán nhở? Anh biết làm sao được? Hỏi người ta xem. Anh ơi, sao anh biết bọn em bán bánh tráng trộn à? Là bởi vì hai bọn em vừa đạp anh đấy. Sao mày lại nghe máy ạ? Danh con này, mày nhặt cái tờ rơi này trên đường cõng tao về nhà đúng không? Tao nói cho mày biết, tao dán đấy. Thế nhưng mà chúng nó lại xé mất cái câu là liên hệ số điện thoại này nếu tìm được công việc phù hợp. Rồi chúng mày muốn thế nào? Hả? Chúng mày nhá. Quả này tao sẽ... Anh có người ném cất chưa? Anh không cần nhờ đâu. Hai bọn em là đủ rồi.